mà như Chelsea nói, thôi kệ nó đi, mình enjoy chút xíu đi. Enjoy life chút xíu cho nó, tại vì lúc nào mình cũng tiết kiệm thì cũng hơi mệt. Thôi kệ, lâu lâu á, lâu lâu mình treat yourself, right? Chị nghĩ mình làm cực khổ thì mình nói, ô, lâu lâu mình tự thưởng cho mình hả? Một cái món gì đó. Dạ, mà đừng mắc quá. Yêu bản thân nhưng mà đừng yêu quá. Thực sự luôn, khi mà thực sự luôn là ai cũng đáng để mà được yêu, được mình, nhất là bản thân của mình. Mình thương mình tặng cho mình món quà, giống sinh nhật sắp đến hay là những cái gì đó, mình làm cái việc tốt thì mình tự thưởng cho mình. Nhưng mà những tháng qua thì Chelsea cứ mua quần áo, rồi xong rồi cứ về clean up, mà coi như là mấy tháng trước cứ dọn dẹp phòng này kia rồi. Dạ, đúng rồi. Dọn xong mà cứ mua đồ vô, dọn xong cứ mua vô. Thì càng ngày càng đầy hả Chelsea? Có cho bớt không Chelsea ha? Chắc cũng có chứ ha, cho service and all. Bị tiết. Bị tiết. Ây, Chelsea cái là mặc đồ không có bị hao, tại vì em mặc có lần hai lần. Xong rồi cái em hoành lại sao, cái em bỏ chỗ khác thì em bị quên. Em bị quên, không phải là em không muốn mặc nữa mà em quên. Quên. Cái em để đâu em thì không ra. Cái này, cái này sao giống mới quá mà thật ra đã mặc qua rồi đúng không Chelsea? Không có bị tiết đâu, chứ không có bị cũ đồ. Một cái chị thấy nữa là thường thường bây giờ mùa hè đó thì ai cũng đi vacation đúng không Chelsea? Nhưng mà bây giờ bị cái Covid á, thì Covid-19 á, 19 á, thì không có ai được đi đâu hết. Thì chị thấy có nhiều người họ lái xe thôi, lái xe giống như là take a road trip, lái xe đi dọc dọc ven biển đó Chelsea, đi trong ngày thôi mình không cần ở qua đêm. Chẳng hạn như lên lái xe lên Santa Barbara chẳng hạn, xong rồi mình chạy về trong một ngày thôi, thì có rất là nhiều cảnh đẹp cho xem. Những cái biển này chị thấy rất rất là đẹp luôn, nhưng mà chị cũng chưa đi được nữa. mà được một cái là xăng bây giờ đang xuống giá. Thời gian bây giờ em không biết làm sao, nhưng mà thời gian đó là xăng nó rất là bớt nhiều, cho nên là đâu có ra đường đâu. Thì mấy tháng trời, như em nói chuyện vui chút xíu là mấy tháng trời đó em đâu có ra đường đâu. Cái lúc mà em ra là em quên lái xe làm sao chị. Cái thắng như cái nào em ngồi em suy nghĩ lại, thực sự cái nào mình phải đạp thắng hay sao. Mấy cái đường mà mình đi hay đi ngày xưa đó mình lại quên đi những đường đó, cho nên mình đi hút đường này mình mới suy nghĩ lại nó nó nhiều cái trong tâm lý của mình á. Mình nhiều khi mình bị stress hay là mình lâu quá không quên á, đi á mình quên. Thôi Chelsea ơi, để kiếm tài xế cho em đi, em khỏi lái. Cũng khó khăn mùa này đó chị. Thì chị thấy take a road trip cũng good. Quý vị, chị thấy là vàng bây giờ lên lắm, nhiều lắm Chelsea. Nhưng mà cho nên quý vị để dành vàng, tiết kiệm vàng là cũng hay lắm á. Nhưng mà những người nào mà những cô bác anh chị mà mua ngày xưa đó, lúc mà giá vàng còn xuống còn thì nó đáng, còn bây giờ nó lên quá nhiều vô mua thì sợ. Đúng rồi em cũng thấy có nhiều anh chị mua bây giờ nhưng mà thấy nó đắt quá. Đúng rồi. Mình mua vô thì cái giá đó, thì nếu mà ai mà có khả năng thì cứ việc mua, còn như mà không có khả năng thì đó cái quan trọng chứ. Nếu quý vị nào mà đã mua vàng hồi xưa rồi đó thì bây giờ cần tiền thì tha hồ bán nha. Tại vì rất là lời nhiều. Nhưng mà vẫn lên đó. Lên hoài thôi, mỗi ngày. Nhưng mà lấy ra nó vô. Nhưng mà nếu quý vị nào mà có vàng gì mình giấu đồ ở nhà đó, giống như là jewelry á, cũng nhiều khi mình kiếm cũng nhiều lắm hả Chelsea. Nhiều khi mình có vàng ở đây đó, dây chuyền rồi này kia, nhiều khi mình không có đeo, trong ví dụ vậy á, thì lấy ra bán quý vị. Mà mùa này đâu nhận vô, có chỗ tìm mở hả? Chị nghĩ chắc cũng có. Chị nghĩ mình gọi phone. Gọi phone hỏi. Tại vì này mùa này nó khó một cái là bây giờ mà thật sự mà nói luôn á, là trong những tháng qua hay bây giờ vẫn có mình có tình trạng là chị biết là biểu tình với nhau xưa đó. Cho nên là những cô chú hay là ai mà có tiền ở nhà mặc á cũng rất là khó khăn, cũng nguy hiểm lắm. Cho nên bây giờ mình phải đề phòng như thế nào nữa. Safety right. Thì chị thấy bây giờ mình ở nhà nhiều hơn, chị nghĩ chắc ăn trộm không dám vô đâu, tại vì họ biết ai cũng ở nhà. Đúng không? Hên ngoài xui, đi làm không có nói được. Mình cũng bảo vệ bản thân mình, nhà cửa mình như thế nào. Thì có bây giờ thực sự là không phải đến nhà đâu, nhưng mà một tháng trước em có nghe nói là ở gần khu Việt Nam mình hay đâu đó cũng có cướp, họ giật bóp thôi. Nói tới cướp thì chị cũng thấy là dạo này là bà con rất là giống như là cảnh sát thì thiếu, đúng không? Thì cho nên là nhiều khi mình gọi 911 thì cũng có lúc mình cảnh sát đến, có lúc nhiều khi đến không kịp. Thì bà con nghĩ là bây giờ kiếm cách nào để mình bảo vệ cho bản thân mình, thì chị thấy có rất là nhiều người họ đi tập súng, bắn súng, rồi đi mua súng nữa, để giữ cho mình có một cái gì nó bảo vệ cho phòng thân, để lỡ mà chuyện không may xảy ra thì mình cũng có một cái gì đó mình tự phòng thân cho mình.
em sợ lắm chị. Thấy, chị thấy cũng hơi sợ. Em nhìn thấy chị, em sợ. Chị thấy người ta làm chắc chị không dám nhà đâu. Con nít thì có người lớn á mà mình sợ mình không coi súng nhà mình không biết dùng sao đó. Rồi cách điều khiển lỡ mấy đứa nhỏ thì cờ tưởng súng đồ chơi. Thì coi như là mình phải biết cách nhau, nhưng mà nhà nào mà không có con nít hay là gì đó thì đỡ. Khi mình có con nít nó hơi khó khăn là nhiều chỗ đó. Thì cái đó chị thấy cũng tốt mà cũng không tốt. Đúng đó, cho nên là mình phải biết cách như thế nào. Bởi cho nên là, nhưng mà bây giờ em thật sự mà nói cho chị thấy á, là kinh tế ngày nay nó đỡ hơn, bắt đầu khá hơn. Và những cái an ninh cũng đỡ hơn nhiều, cho nên mình chưa có cần đến. Chị đến nổi ha. Dạ, bớt hoang mang lại chút xíu. Chị đến nổi. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà brave á, muốn hồi xưa nay thật sự muốn đi tập bắn súng á, thì chị thấy nó cũng có một cái stress relief hay sao á. Chị nghe nói là stress relief phải không Chelsea? Giống như mình giận cái gì trong người quá mà mình ra ngoài cái lúc chỗ tập thì họ cho mình bắn thử á, thì mình relief cái relief ở ngoài đồng hoang thôi, chứ đừng có relief on người nào khác. Em thấy cũng hơi căng thẳng á chị, nhưng mà phải dùng cái cách đó mà xả stress thì hơi căng thẳng á chị. Hay là mình làm như nhẹ hơn. Những người bây giờ sợ ăn, thực sự trong thời gian ai cũng sợ mình lên cân lên ký hết, thì mình ăn, mình cứ ăn nhưng mà ăn bớt lại chút xíu, mình cái portion mình portion nhỏ lại, tập thể dục. Nói đùa thôi quý vị ơi, súng ống thì hơi sợ thiệt. Nhưng mà ăn thì chị thấy thôi mình ăn trái cây nhiều đi. Đúng. Chị thấy recently thì chị hơi tập là giống như trước khi đi ngủ khuya, chị thích ăn khuya lắm Chelsea. Em cũng vậy. Thích ăn khuya lắm, mà nghe nói là người ta nói ăn khuya không có tốt, nạp lắm, bụng bự ghi tùm lum tiêu nữa. Cho nên mấy bữa nay chị đói bụng, của chị nói thôi thử tối hôm kia chị nói đói bụng, chị nói chị bây giờ đang đói quá, bây giờ làm cho mình tô mì hay là cái gì đó, nhưng mà chị nói thôi nhất định không ăn, ăn trái cây thử coi. Chị ra chị mới cắt trái đu đủ ăn tốt. Xong rồi mấy cái nết đó mình nướng nát hột điều hoặc là almond á, khi mình toast lên á, cái chị ăn với trái đu đủ cho nó, cái này cũng satisfying, ngon vậy ăn hả? Cũng ngon mà cũng thấy nhẹ người hơn. Thì mình tập từ từ, ví dụ mình nói đói đừng có ăn gì hết thì không được, phải ăn xong tiền rồi uống nước không thì cũng thấy giống như có một cái gì thiếu rồi đấy. Nhưng mà ăn trái cây ok, tại vì mình càng nhịn ăn thì mình sẽ ăn bù, mình ăn nhiều hơn chị. Mà cái kinh tế ngày nay dạo này là không có cái chỗ mà tập gym mà mấy kia nó không có mở nữa. Cho nên quý vị nào mà khó khăn như mình tập ở nhà, mình đi bộ, thực sự em thấy là đi bộ rất là khỏe. Và nó giãn gân giãn cốt. Đúng rồi. Mình đi cái tinh thần mình cũng nhẹ dạ hơn. Đi bộ vòng vòng cái neighborhood mình thôi. Không cần đi đâu xa hết quý vị. Lấy xe đạp. Lái xe đạp. Có những người, những em, những tôi là không có đi đâu nhiều, nhưng mà Chelsea vẫn thấy có những em họ lái xe đạp vòng vòng xóm, gần vui lắm, phối bình nhà. Vui lắm, chị thấy vui lắm, nguyên gia đình chiều hết nắng á, chị thấy nguyên gia đình đạp xe đạp nè, mấy em nhỏ cũng đạp xe đạp luôn, vậy vòng vòng rất là dễ thương, rồi đi ngang qua say hi nữa, chào mọi người, chào giống như mình more friendly với nhau, tại vì thiếu social distancing hơi lâu. Đúng rồi, trong thời gian đó cách ly nha là gặp thiếu hơi người. Như Chelsea nói là khi mà bây giờ mình gặp lại nó, như Chelsea nói là mình biết quý bạn bè mình hơn. Rồi mình nó đồng nghiệp với mình nha, hồi xưa có nhiều cái xích mích hay gì mình bỏ qua. Thì thật sự như mình nói là trường hợp chung với nhau là mình phải cùng nhau, mình phải vượt qua hết với nhau. Đúng rồi, giống như we are in this together, right Chelsea? Chị thấy là đàn bà mình, woman rất là strong, woman mình get together và mình có thể làm những cái chuyện gì đó lớn mình nghĩ mình không làm được, nhưng mà mình mạnh mẽ hơn là mình nghĩ, right Chelsea? Thì bây giờ Chelsea cảm ơn chị và cảm ơn quý vị khán giả luôn. Thực sự mình còn rất là nhiều đề tài mà nói, thực nói là mấy tháng chờ mà nói sao hết. Đúng rồi. Thì nhưng mà rất tiếc mình chỉ còn có 2 phút nữa thôi. Thì trước khi chia tay chương trình, chị có lời nào mà gửi đến quý vị khán giả hay lời nhắn nhủ gì không chị? Cảm ơn Chelsea rất nhiều. Cảm ơn quý vị và cảm ơn Chelsea đã cho cái trang cơ hội lên đây để chia sẻ trò chuyện với quý vị về những đề tài về COVID-19 và những gì mình nên làm để cho cuộc sống mình nó thoải mái, vui hơn trong những lúc khó khăn này. Và cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin chào quý vị và hẹn lại quý vị kỳ tới. Cảm ơn Chelsea. Quý vị, Chelsea cảm ơn quý vị rất là nhiều, vì thực sự luôn trong cái tình trạng như thế này là rất là quý mà khi mà được quý vị xem chương trình góc khuất. Thì đây là những cái góc khuất, mình nói về những cái đề tài mà
ai cũng biết là nó rất là khó khăn, nhưng mà Chelsea muốn thay đổi vào không khí chút xíu. Và cảm ơn chị Bích Trang đã đến với chương trình mà chúng ta nói lên những cái mà mình nhìn về cái mặt khác, cái mặt tốt hơn, để cho giúp cho tinh thần mình cũng dễ dàng hơn, cũng nó bớt bớt hoang mang chút xíu. Và Chelsea cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Cảm ơn chị rất nhiều.